Nghề giáo vẫn luôn được coi là nghề cao quý trong xã hội. Không phải ai cũng làm được giáo viên và không phải ai sau khi học các trường sư phạm ra cũng là giáo viên giỏi. Môi trường học đường là môi trường đặc biệt và người thầy là nhân tố quan trọng để dạy dỗ bao thế hệ học trò thành người tử tế, có tài. Chính vì vậy, trong các mối quan hệ dưới mái trường, việc giữ gìn hình ảnh người giáo viên chuẩn mực, gương mẫu và tâm huyết với nghề là một trong những việc làm quan trọng và cần thiết. Khi bàn về văn hóa học đường, chúng ta vẫn thường bàn nhiều đến mối quan hệ học trò với thầy cô giáo, học trò với nhau, mà quên rằng những ứng xử của người thầy đối với học sinh cũng cần được bàn kỹ. Ngay tại thủ đô Hà Nội cuối tháng 9 vừa qua, mạng xã hội xôn xao với clip giáo viên lớp 12 bạo hành học sinh. Bài viết cho biết cô giáo đuổi một nữ học sinh ra khỏi lớp. Nữ sinh đã quỳ khóc van xin cô giáo suốt 2 giờ đồng hồ đến mức lên cơn co giật, kiệt sức. Cũng tại Hà Nội, một thầy giáo dạy cấp 3 ở Thạch Thất đã chỉ mặt, bóp cằm, xưng tao, thậm chí chửi học sinh là con chó ngay trên bục giảng. Cô giáo cắt tóc học sinh giữa bục giảng để phạt, bắt học sinh uống nước rẻ lau bảng. Đó là một số vụ việc, hành vi không phù hợp, thậm chí là phản giáo dục của thầy giáo, cô giáo đối với học sinh, khiến nhiều người cho rằng đến lúc cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa về vấn đề đạo đức nhà giáo trong trường học. Một số cái vấn đề tiêu cực rất là nhỏ thôi, như là cái việc mà giáo viên cho học sinh uống nước rẻ lau bảng này, rồi là học sinh bị học sinh các thầy cô cho học sinh tát các bạn ở trong lớp, một là cái hiện tượng rất là hy hữu thôi, nhưng mà qua những cái việc đó thì từ lãnh đạo bộ cho đến các ban ngành đã có cái chủ trương xây dựng văn hóa ứng xử trong học đường, và cái điều này đã giúp cho các nhà trường bám vào những cái nội dung đó và xây dựng nhà trường về thực hiện văn hóa ứng xử. Những cái hành vi đấy nó là những hành vi rất là tiêu cực, và khi mình nghe mình cũng thấy vô cùng bức xúc, kể đặt là địa vị là cả người thân người nhà của mình bị như vậy thì thực sự nó rất là đáng lên án. Và em thấy thì người làm giáo viên mà có những hành vi như vậy là không đúng mực, và đấy là nó sẽ làm con sâu làm rầu nồi canh, khiến cho toàn bộ tập thể gương mặt của những giáo viên Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng xấu đi. Hải Ngọc và các bạn của mình cũng cho rằng học sinh dù có nghịch ngợm hay ngang bướng cũng là đặc thù lứa tuổi. Đối với tùy hành vi có thể tùy mức độ phạt nặng nhẹ mà thầy giáo, cô giáo nên chọn cách xử lý, ứng xử hoặc thưởng phạt cho phù hợp. Việc xúc phạm danh dự học sinh ngay giữa bục giảng hay giữa chốn đông người sẽ khiến các em càng trở nên ngỗ ngược, và vốn sẵn tính sĩ diện sẽ khiến chúng càng thêm phản kháng, gây ra những hậu quả không đáng có trong chính mối quan hệ với thầy cô giáo của mình. Người thầy, người cô vừa có năng lực trong giảng dạy và vừa có cách đối nhân xử thế đúng mực thì sẽ là tấm gương tốt để dẫn dắt thế hệ sau này, để đào tạo lên những con người họ có tốt đẹp hơn. Theo quan điểm của thầy Đào Mạnh Đạt, không giống như mối quan hệ ở những trường phổ thông, giảng đường đại học có một đặc thù riêng khi mà người thầy và sinh viên có những sự xa cách nhất định, không còn lứa tuổi để uốn nắn về hành vi ứng xử, nhưng các thầy giáo, cô giáo cũng cần coi việc làm gương cho sinh viên là một trong những tiêu chí quan trọng để sinh viên nỗ lực hơn trong học tập. Ngoài làm gương, bản thân người thầy cần luôn trau dồi, tích lũy các kiến thức mới, hơn nữa cần tạo sự gần gũi với sinh viên để thấu hiểu và tìm tiếng nói chung trong những hạn chế về khoảng cách thế hệ và suy nghĩ. Người Việt là cái người mà trọng chữ nghĩa, trọng cái việc học hành, trọng những cái việc mà những cái con người mà có trình độ và có trí tuệ và lại có đạo đức nữa, thì không thể nào thiếu vai trò của người thầy được. Bởi vì nói thế thôi, người thầy không chỉ đơn giản ở trên giảng đường, mà người thầy ở bất cứ một nơi nào mà chúng ta gặp ngoài đời sống. Nhưng tuy nhiên, cái người thầy trên giảng đường là những cái người thầy có nghiệp vụ sư phạm và có tính chất chuyên nghiệp hơn, thì rõ ràng rằng là đấy phải là những cái tấm gương sáng cả về trình độ chuyên môn, cả về đạo đức. Dù ở môi trường phổ thông hay giảng đường đại học, trong một tập thể, việc có thưởng có phạt là cần thiết để đảm bảo môi trường có tính tổ chức, nhất là khi không phải học sinh nào cũng có sẵn tính kỷ luật tự giác.
Tuy nhiên, cách ứng xử sao cho phù hợp với đúng vai trò và tình cảm của người thầy giáo mới thực sự thể hiện được trình độ sư phạm, cũng như cái tâm và sự khéo léo của người thầy. Chúng ta cũng phải thay đổi một số cái điều mà chúng ta vốn quen, thì bây giờ chúng ta sẽ phải chuyên nghiệp hơn. Rõ ràng người thầy cũng phải nâng cao trình độ tri thức hơn, nâng cao các cái giá trị đạo đức hơn để ngày càng đáp ứng được tốt hơn trong cái bối cảnh mà xã hội ngày nay các lớp trẻ nó đang các em nó đang tiếp cận các công nghệ ngày càng cao hơn, thì chúng ta cũng phải thay đổi để làm sao phong cách giảng dạy phù hợp với lứa tuổi và tâm sinh lý, thì rõ ràng nó sẽ có hiệu quả hơn. Không phải các em lên lớp không phải chỉ là chuyên môn không, mà ở đó là còn sự là giao hòa, như tôi đã nói, giao hòa giữa tâm tư tình cảm của một nhà giáo với hoạt động nghề nghiệp. Đây là một hội thi về xây dựng văn hóa ứng xử trong môi trường học đường. Văn hóa học đường là tổng hòa nhiều mối quan hệ dưới mái trường, trong đó có ứng xử của thầy giáo, cô giáo đối với các học sinh. Ngoài việc xây dựng và ban hành các hệ giá trị văn hóa trong trường học, thực hiện một cách khoa học, không áp đặt, không cầu toàn, thì xây dựng văn hóa ứng xử thông qua các hoạt động thực tiễn như thế này cũng là một cách thiết thực và hiệu quả. Các hoạt động, các phong trào thi đua giúp không chỉ học sinh mà bản thân các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ nhân viên trong nhà trường thẩm thấu. Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, văn minh, văn hóa cũng phải do chính thầy cô, học sinh cùng làm mới đem lại hiệu quả. Buổi liên hoan tọa đàm ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mong muốn được đem đến những cái thông điệp về những cái nét văn hóa ứng xử, về những cái tồn tại ở trong các nhà trường và cái biện pháp để giải quyết những cái tồn tại đó. Với học sinh, sinh viên, chúng ta đều có những yêu cầu phải được bồi dưỡng, rèn luyện trong các giờ học, các hoạt động của nhà trường để hình thành phẩm chất đạo đức, nhân cách. Thì đối với người thầy, ảnh hưởng của người thầy đối với học trò là vô cùng lớn. Do đó phải yêu cầu quy định sự chuẩn mực, gương mẫu, đề cao sự tâm huyết, trách nhiệm với nghề từ phía người thầy giáo, cô giáo. Rèn mình trước khi rèn người. Các thầy cô, cán bộ giáo viên nhà trường cũng như là kể cả các bác lao công hay bảo vệ, chúng ta đều tự rèn mình thông qua những lời nói, những hành vi và từ những cái việc cử chỉ dẫn dắt các em học sinh từ cái việc nhỏ nhất, và bằng cái tình cảm yêu thương các con thì chúng ta mới có thể giúp cho các con là noi gương cái bản thân mình. Mình phải là người làm gương trước, chứ mình không thể nào áp đặt các con là phải làm thế này và làm thế kia mà mình lại không làm. Thì đó là cái điều rất là quan trọng. Trong cái chương trình giáo dục phổ thông ấy, thì văn hóa và cái hành vi văn hóa là một trong những cái trụ cột, những cái phần quan trọng trong cái phẩm chất và cái năng lực của cái chuẩn đầu ra đối với mục tiêu của chương trình đào tạo. Và cái văn hóa nó cũng là một cái trụ cột quan trọng của cái thực thể của cái công dân toàn cầu trong cái xã hội 4.0. Và khi chúng ta làm tốt cái giáo dục văn hóa để hình thành cái hành vi văn hóa được, thì nó cũng sẽ nâng cao được cái gọi là phẩm chất cái ở một cái công dân trong cái xã hội ngày nay, và nó sẽ từ đó nó sẽ giúp cho cái con người nó cũng sẽ phát triển cái năng lực tốt hơn trong cái xã hội mà xã hội học tập suốt đời, và tất cả mọi người đều phải vươn lên, đều phải tự hoàn thiện. Nhà giáo dục học Usinski nói, nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh. Sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác. Dạy học là một nghề đặc biệt, mà ở đó sản phẩm của nó không phải là vật chất cụ thể, mà là sự trưởng thành cả về kiến thức, kỹ năng và năng lực nhân bản của các thế hệ học trò. Sự gương mẫu của người thầy sẽ mang những thành quả lớn không chỉ cho nhà trường, mà cho toàn xã hội.